Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn cai thuốc lá? Đã bao giờ bạn thắc mắc điều gì xảy ra khi người ta cai thuốc lá? Sau 1 tiếng, nhịp tim và huyết áp bắt đầu giảm. Sau 8 tiếng, nồng độ oxy trong cơ thể tăng lên, nồng độ CO giảm xuống. Sau 48 tiếng, cảm giác mùi vị được cải thiện rõ rệt. Sau 3 ngày, nồng độ nicotine giảm xuống. Và bạn sẽ cảm thấy đau đầu, cơ thể bắt đầu tái điều chỉnh. Phế quản được thả lỏng. Sau 3 tháng, khả năng chịu đựng và sức bền bắt đầu tăng lên. Từ 1 đến 9 tháng sau, triệu chứng ho và nghẹn son giảm đáng kể. Phổi có thể làm sạch dịch nhầy, giữ sạch và giảm viêm nhiễm. Tổng thể sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Sau 1 năm, nguy cơ mắc bệnh tim mạch giảm xuống một nửa. Sau 5 năm, nguy cơ đột quỵ bằng những người không hút thuốc. Nguy cơ ung thư miệng, họng, thực quản và phổi giảm xuống một nửa. Nguy cơ ung thư cổ giảm xuống bằng những người không hút thuốc. Sau 15 năm, nguy cơ ung thư phổi và tụy giảm xuống đáng kể. Nguy cơ tử vong do hút thuốc lá giảm xuống bằng giới mức của người không hút thuốc. Ngần ấy ích lợi đã đủ khiến bạn cai thuốc lá chưa? Nước súc miệng cai thuốc lá thanh nghị, vì sức khỏe cộng đồng, cai thuốc lá an toàn, nhanh chóng, hiệu quả.